chim cảnh cũng là một loại hàng hóa nằm trong hệ thống sinh vật cảnh. Nó có giá trị không nhỏ trên thị trường hiện nay. Trước kia, chim cảnh chỉ nuôi để thưởng ngoạn của lớp người thượng lưu. Nhưng ngày nay, chim cảnh được đông đảo người dân nuôi để ngắm, chiêm ngưỡng tiếng hót và bảo tồn. Vì vậy, ở nước ta có nhiều hội nuôi và thi chim cảnh cũng đã ra đời. Thị trường chim cảnh rất đa dạng và phong phú, gồm nhiều chủng loại khác nhau, mỗi con một vẻ đẹp, mỗi giọng hót khác nhau. Nhưng để loài chim trời gần gũi với con người, đòi hỏi người nuôi phải nắm vững kỹ năng tập luyện chúng, như vậy mới thu hút được nhiều khách mua. Trong lần học mới đây, tôi đã biết kỹ thuật về cách nuôi chim khiếu làm cảnh. Với kỹ năng nuôi luyện này, tôi phải nắm vững từng công đoạn. Như bước đầu tiên là chuẩn bị để chọn một con chim khiếu mộc, nhận biết tên gọi từng loài và phân biệt những con trống mái. Bước thứ hai là nắm được quy định lồng nuôi cũng như sự sắp đặt dụng cụ trong lồng phù hợp với loài khiếu. Bước thứ ba là kỹ năng chăm sóc để chúng trở thành những con khiếu đẹp và cất giọng hát hay. Và cuối cùng là vệ sinh lồng nuôi, tắm rửa cho khiếu để phòng trừ dịch bệnh. Nếu học nghề nuôi chim cảnh, tôi không chỉ tìm hiểu một hoặc hai loài mà cần nắm vững đến nhiều loài chim khác. Họa mi cũng là một trong những loài chim cảnh nuôi khá phổ biến. Bởi thân hình của chúng tương đối đẹp, giọng hót thì luyến láy, chinh phục lòng người. Chế độ chăm sóc và luyện tập cho chim không đòi hỏi quá khắt khe. Người nuôi chỉ cần kiên trì và nắm vững đặc tính sống của họa mi là có thể nuôi được. Nhưng để nuôi chim cảnh theo hướng bền vững, người nuôi nên thu mua họa mi ở những điểm có chim nhân giống hoặc là tự nhân giống. Như vậy sẽ bảo tồn được động vật thiên nhiên không bị tuyệt chủng. Hôm nay, tôi tiếp tục trở lại nơi trước đây đã học. Chào anh Đạt ạ. Vâng. Lại gặp anh ở cơ sở nuôi chim. Và hôm nay thấy anh trưng bày nhiều giống chim họa mi nhỉ? Đúng rồi. Cái thời điểm này có như vậy là mi đang là một trong những loài chim có nghĩa là rất bán rất là chạy trên thị trường. Và đang là một trong những cái coi như vậy là rất được người dân rất là yêu quý. Đây tất cả đều là mi mộc hết anh ạ. Đây là hàng này là hàng đang đưa vào mi mộc. Thế anh Đạt này, trước khi học cách nuôi chim họa mi thì tôi phải tìm hiểu về mức cái đầu tư và cái không gian nuôi của nó một chút. Anh có thể tư vấn. Cái vấn đề này thì nó là một cái trong những cái phương án phân tích rất là dài. Thì trước hết là anh đến với cơ sở chim và anh em mình cùng hợp tác thì xin mời anh coi như vậy là vào cất cập vào trong này. Sau khi đó là anh em mình cùng coi như vậy là phân tích về coi như vậy là loài chim mi. Vâng, thế tôi sẽ vào cất cập và ra tiếp tục để tìm hiểu. Vâng. Như khi nãy tôi đã nói với anh là phải tìm hiểu về cái giá cả và cái không gian nuôi. Cái thực chất ra thì cái không gian nuôi con bi và cái giá cả con bi này thì thực chất ra là nó cũng rất là đơn giản. Đấy, nhưng mà nếu như anh muốn coi như vậy là để đầu tư vào một cái mô hình của chim bi. Đấy thì đối với cái diện tích của tất cả coi như vậy là các nơi cho đến Hà Nội thì chúng ta không cần nhiều. Chúng ta chỉ cần 30 đến 40 mét vuông là đủ với một mô hình để coi như vậy là anh nuôi chim. Đấy. 30 đến 40 mét vuông. 40 mét vuông thì nuôi được khoảng bao nhiêu con ạ? Cái này thì thực chất ra thì giống chim bi này thì như tôi đã nói chuyện với anh, nó không giống chim khiếu hay là vẫn giống chim kia trước mà trước anh em chúng ta đã từng phân tích và trao đổi. Giống chim bi này được rất là nhiều. Đấy, khi anh đã có diện tích khoảng 30 đến 40 mét vuông thì anh có thể coi như vậy là chứa được khoảng tầm coi như vậy là theo mô hình 150 con bi đối với một người. Nếu mà nuôi nhiều quá nó có ảnh hưởng gì trong cái quá trình mình chăm sóc hay là huấn luyện nó không anh nhỉ? Cái này có chứ, bởi vì nó liên quan đến mét vuông rất là nhiều. Đấy, khi anh đã coi như vậy là có một mô hình khoảng 30 đến 40 mét vuông thì thường thì anh lên coi như là nhốt độ khoảng tầm coi như 150 con là được. Còn khi anh đã nhốt quá coi như vậy là độ khoảng tầm 200 con thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái mô hình sự chật chội rồi là cái sự hôi thối rồi là nhiều những cái vấn đề khác để tạo ra con chim. Ngoài cái mật độ nuôi mà tôi vừa được anh hướng dẫn ra thì tôi phải quan tâm đến cái lợi nhuận. Một cái con chim mi mộc này có giá bao nhiêu, mà nuôi khoảng thời gian bao nhiêu thì nó trở thành một con chim quý và cho ra
giọng hát hay thì lúc đấy mình bán ra với giá nhiều không anh? Trừ chi phí đi rồi nó như thế nào? Rồi tôi sẽ trả lời anh ngay về cái vấn đề này. Tức là đối với một cái mô hình nuôi mi như thế này thì thường thường chúng ta coi như vậy là bắt chim mộc vào, thì trước khi coi như vậy đầu vào, khi coi như vậy là các cái đầu buôn người ta chuyển cho chúng ta xuống tay cửa hàng, nó rơi vào khoảng tầm 300.000 một con. 300.000 đấy. Đấy, và tôi cũng nói thẳng luôn về cái lợi nhuận và cái thời gian. Đấy, một đối với chúng ta đào tạo cái lô mi mộc như thế này để đến cái như tôi đang nói với anh, để đến lúc lên lồng này, lúc được bán, khi chúng ta mới mang về vào cám chúng ta đào tạo mất khoảng 2 tháng. Đấy. Và vào khoảng 2 tháng thì coi như vậy là đối với những cái loài này chúng ta nhập về như tôi đã nói là 300. Thì trong độ khoảng tầm như 2 tháng như thế thì anh có thể là xuất đồ xô. Đấy, coi như vậy là bán lẻ hoặc cho người khách mua, hoặc là bán buôn ra cho các cửa hàng khác. Đấy, thì với những con này anh có thể đổ được vào khoảng tầm giá 700-800 nghìn. Đấy, đối với cái số lượng 150 con mi này thì coi như vậy là mỗi một năm như thế thì anh cũng, nếu biết cách nào, anh cũng coi như vậy là làm được khoảng tầm coi như vậy 5-6 lứa. À, 5-6 lứa một năm. 5-6 lứa một năm. Tôi nói như thế là anh có thể hiểu. Cứ lấy ví dụ một con. Nói ví dụ là anh nhập một, tôi nhập vào con là 300.000. Đấy, anh đổ xô ra cái giá đấy khoảng 700.000 đi. Thì mỗi một con coi như vậy là anh được 700.000, nhưng anh chưa có chi phí. Thì anh trừ chi phí công chăm sóc và tất cả cái mô hình đi, mỗi một con mi đó chắc chắn là anh được khoảng tầm 250.000 đến 300.000 một con. Còn nếu có những con nó đẹp đấy, mà nó thuần, mà nó có một cái giọng hát hay như kiểu đúng cái tiêu chuẩn chúng ta chọn, nó phải rơi độ khoảng tầm cỡ 10-15 đấy. Nhưng mà để luyện được một cái con mi có nghĩa là cho đến cái lúc thuần, nó mất rất nhiều thời gian. Đấy, mất rất nhiều thời gian hơn những cái như vậy là cái chương trình là tôi và anh đã phân tích cái chương trình khiếu trước, là nhiều những cái chương trình khác vân vân. Khi đã vào cám vào xong và để đến nó có một cái giai đoạn nó ổn thì thực chất ra nó mất độ khoảng tầm thời gian coi như vậy là nếu hoàn thiện một con mi cho lúc thuần và một người chăm lo tương đối kỹ và coi như vậy là biết cách chăm sóc như tôi hiện nay, nó cũng phải mất độ khoảng 5 rưỡi, 1 năm rưỡi ạ. Ở phần tìm hiểu này, anh Đạt còn mách nhỏ thêm, khi nuôi luyện chim cảnh để thu lợi nhuận, không chỉ có 1-2 loài mà cần phải nuôi nhiều loài mới hiệu quả, vì như thế sẽ tạo ra sự đa dạng cho khách hàng tùy lòng lựa chọn. Anh Đạt này, trong cái quy trình nuôi chim họa mi mà anh đang thực hiện như này thì anh có gặp phải những cái khó khăn nào không? Cái thực chất ra thì gặp phải cái khó khăn thì nó rất là nhiều, bởi vì như tôi đã nói chuyện với anh, trong tất cả các loài chim làm cho tôi gặp khó khăn nhất chính là loài mi. Đấy là một trong những loài có nghĩa là gặp khó khăn rất là nhiều. Đấy, tôi nói như ví dụ như với anh, chẳng hạn như loài mi này nó là một loài rất là dễ sống, chỉ có cám với nước là xong. Đấy, nhưng mà nếu như thói nói như thế thì không phải là xong, bởi vì nó còn rất là nhiều những cái yếu tố để tạo ra coi như vậy là những cái coi như vậy là bệnh tật. Chẳng hạn như tôi nói với anh là trong một cái mô hình là chúng ta nuôi 150 con, khi chúng ta vệ sinh không sạch sẽ và chúng ta đảm bảo không đầy đủ thì con chim nó rất dễ đột quỵ. Đấy, tại sao nó đột quỵ thì tôi cũng sẽ nói với anh luôn. Tức là trong cái mô hình đây thì anh có thể nhìn rõ tất cả những cái lồng này. Đấy, đối với tôi làm đấy từ nước rất là trắng, lồng nhiễm rất là sạch sẽ thơm tho. Đấy, khi anh em chúng ta đứng ở đây cũng không thấy mùi. Còn khi con mi nó rất là bẩn và nó ỉa rất là nhiều hơn các loài chim khác. Đấy, như là một con chim này nó có thể ỉa cái số lượng có nghĩa là ra ngoài lớn gấp 3-4 lần chim trào màu hoặc là chim trèo than. Đâm ra cái độ lượng hôi thối nó tạo ra nó rất là nhanh. Đâm ra là để mà đảm bảo được một cái như thế này thì đối với tôi thì ngày nào thì tôi cũng phải thay phân và vệ sinh sạch sẽ một lần. Như thế cái khó khăn mà lưu ý lớn nhất vẫn là cái dịch bệnh đúng không ạ? Đúng rồi. Sau khi tìm hiểu mức đầu tư và lợi nhuận của việc nuôi họa mi xong, anh Đạt đưa tôi tới nơi có chim mộc mới thu mua về. Từ đây, tôi sẽ học anh cách chọn từng con cụ thể. Anh Đạt này, chim mi này anh mua về được lâu chưa? Cái chim này thì mộc hoàn toàn. Đấy, tôi mới mua về được độ khoảng tầm, có như vậy là thời gian được độ khoảng tầm nửa tháng. Đây là mộc hoàn toàn. Thì anh có thể mách nhỏ cho tôi cái kinh nghiệm để chọn chim mộc và cái chi tiết của nó như thế nào, anh phân tích được không? Cái này thì tôi sẵn sàng giúp đỡ thôi. Thì cái việc đầu tiên là anh chọn một con mi đẹp. Việc đầu tiên là anh phải có như vậy là tổng quát của một con chim đó là gì. Anh chọn làm sao một con mi có nghĩa là chân nó phải dài, phải cao. Đấy, mỏ của nó phải dài, phải thừa ra. Đấy, cái mỏ trên của nó đúng so với mỏ dưới của nó phải thừa nhau ra độ khoảng tầm nửa phân. Và cái mắt của nó phải sáng và to, người nó phải trường dài, đó là một con mi đẹp.
cái bệnh tật thì nó cũng rất là quan trọng. Khi coi như vậy là trước khi anh chọn một con bi đấy, tôi như đang nói với anh một con bi đẹp và con bi xấu đấy, khi coi như vậy là chúng ta chọn được cách cho bệnh tật, đầu tiên anh phải làm sao anh chọn cái nào cái con bi, có nghĩa là màu lông nó phải mỡ, nó phải mượt. Như người ta đổ đến cho tôi đây là con bi xấu đấy, anh nhìn thấy cái màu lông của nó rất là sơ đấy, đấy là riêng cái điểm này, và cái phần đầu nó coi như vậy là nó trục hết cả lông hết các thứ, đó là cái phần bất điểm để chúng ta chọn con mi đẹp. Đâm ra là trước hết tôi đã nói cái tổng quát cái quan trọng nhất, anh phải chọn được cái màu lông nó mỡ và bóng thì đó là một cái con mi đẹp và khỏe. Và đi sâu từng cái chi tiết từng bộ phận một thì anh cũng cho tôi cái kinh nghiệm đúng không ạ? Đấy, tôi sẽ chỉ cho anh cái chi tiết từng bộ phận một con bi đấy, để mà trong cái góc độ như tôi đang nói với phân tích với anh con bi đẹp đấy, anh có thể nhìn kỹ đấy. Anh có thể nhìn kỹ giúp tôi đấy, anh nhìn thấy nó di chuyển đấy rồi, cái chân nó rất là cao đấy, cái chân nó rất là cao, người nó rất là dài, và anh nhìn thấy mỏ nó rất là dài, cái mỏ trên của nó thừa ra so với mỏ dưới một chút đấy, và anh nhìn thấy rồi đấy, cái họa tiết của nó, hai cái họa của nó rất là sâu và kéo dài ra tận đằng sau đấy. Cái đối với con mi này anh chọn quan trọng nhất ở bốn yếu tố: yếu tố thứ nhất mỏ, yếu tố thứ hai là mắt, yếu tố thứ ba là họa, yếu tố thứ tư là chân, để tạo ra một con chim đẹp và cơ bản đấy. Bằng bất chấp lý do thì anh phải chọn được đầy đủ bốn yếu tố này đấy, thì anh mới chọn, thì mới anh mới xác định chọn được con mi đẹp đấy. Anh nhìn kỹ vào tôi, nếu nói đến con mi kém hơn thì đấy, tôi cũng có thể nhân tiện đấy, tôi để một con, trước khi phân tích nhà tôi đã để sẵn ở đây hai con mi, một con mi đẹp và một con mi xấu đấy. Anh có thể hình dung đây là con mi xấu, anh nhìn thấy rồi, lông nó rất sơ, mỏ rất ngắn, chân đứng rất thấp. Đây là một con mi không đạt tiêu chuẩn để chúng ta chọn vào nuôi chim, yếu tố hết sức quan trọng. Vì biết loài họa mi thường khó nuôi luyện hơn một số loài chim cảnh khác, nên tôi càng phải lưu ý ở khâu tuyển chọn này. Nếu tôi không nắm kỹ những đặc điểm mà anh Đạt vừa nêu ra, thì sẽ mất chi phí đầu tư và công chăm sóc. Còn một cái yếu tố nữa là anh cho tôi biết cái kinh nghiệm phân biệt giống mái. Đó là yếu tố cũng rất là quan trọng đấy, nếu như anh không hỏi là tôi cũng quên mất. Đây như tôi đang giới thiệu với anh là đây hai con chim là hoàn toàn đực. Đấy. Đấy, nhưng còn để phân tích chim mái thì tôi cũng nói với anh luôn. Khi con chim mái và con chim đực nó giống nhau, hết sức giống nhau, không khác nhau một tí nào. Từ về màu lông với tất cả. Nhưng chúng ta chỉ phân biệt bằng cách, đó là gì? Cái đặc điểm của chim mái, cái thứ nhất là nó rất là lùn. Đấy, mỏ nó ngắn. Đấy. Mỏ ngắn, chân rồi, lùn, chân người, lùn to. Người to. Và anh đó. Có đưa ra một cái chỉ số nào cụ thể là mỏ con chim trống nó dài bao nhiêu, còn con chim mái thì nó dài bao nhiêu không? Nếu mà thông thường đấy thì một con chim đực thì mỏ nó dài độ khoảng tầm cỡ 4 phân, nhưng đối với con chim mái nó dài khoảng 2,5 đến 3 phân. À, có giống như những cái loài chim khác tôi khiếu tôi học của anh cái tuần trước đây không? Đúng ạ? Rồi. Là cái con chim đực thì nó hót rất hay, còn chim mái thì chỉ kêu rò rò đúng không? Đúng rồi đấy, chim anh đúng rồi, đúng rồi, anh cũng rất là nhớ, bởi vì nó giống cái chim mi với chim khiếu nó giống nhau ở một động tác. Đó là con đực thì hót, con cái không hót. Tức là như con khiếu chúng ta phân tích ở chương trình trước, nó cũng chỉ xùy để làm cái điểm tựa cho con đực thôi. Thì giống mi này cũng như vậy. Khi anh đã bắt nhầm phải con chim mái, coi như là bỏ mất công và tốn kém. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua cái kinh nghiệm của anh Lưu Chí Hải, một người nuôi chim cảnh lâu năm tại Gia Lâm, Hà Nội, đã hướng dẫn cho tôi cái cách chọn chim để về nuôi thành con chim họa mi hót hay. Cái điều cơ bản ở đây là anh cho tôi biết là về ba cái yếu tố rất là quan trọng, đấy là về mỏ, về chân, về mắt và về cái họa của nó ở mái mắt, nó phải đạt được những cái tiêu chuẩn như anh đã cho tôi biết. Và ngoài ra thì phát hiện chim trống và chim mái cũng giống như cái buổi học thiếu trước đây, đấy là con chim trống nó hót được, còn chim mái nó chỉ xì. Công đoạn tiếp theo, sau khi biết cách chọn chim mi để làm cảnh, là tìm hiểu đến lồng nuôi. Lồng nuôi họa mi có nhiều loại, được làm trên nhiều chất liệu khác nhau như tre trúc, gỗ hoặc có thể là kim loại, tùy theo sở thích và mức độ đầu tư của từng người để mua sắm. Thông thường, những con họa mi có giá trị thì được ở những lồng sang trọng hơn so với mi mộc. Nhưng dù lồng nuôi đẹp hay xấu, cũng phải tuân thủ theo đặc tính sống của chim. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi đang cầm đây là toàn bộ những cái dụng cụ vật chất để bố trí vào lồng chim họa mi. Và trước khi bố trí lồng thì nên tìm hiểu về lồng một chút anh Đạt ạ. Đúng rồi. Như hôm nọ thì tôi đã biết được chương trình nuôi chim khiếu mà tôi vừa học xong là một cái lồng của con khiếu. Đúng
nó có kích cỡ như thế này và tôi đã nắm được rồi. Thì còn cái số lồng còn lại đây thì lồng nào là lồng để nuôi cho họ mi anh nha đặt. Đúng rồi, đây tôi sẽ giới thiệu cho anh một loạt, tức là cái lồng nuôi hạ mi để từng loại một, cho đến từ loại mộc dở đấy cho đến coi như vậy loại coi như vậy là thuần hơn và loại thuần hẳn đấy. Tôi sẽ để dụng cụ đây đấy. Rồi, sau đây tôi sẽ giới thiệu cho anh về cái nguyên lý của cái lồng mi đấy. Đây tức là gọi là một cái lồng mi, và đối với con mi thì tất cả các loại con mi nào cũng vậy, dù thuần hay không, nhưng mà cái kiểu dáng của nó chỉ có một, đó là cái lồng mi như thế này. Chứ anh cũng không thể là rốt được ra cái lồng vuông hay là lồng dài. Đấy mà cái kích thước của lồng mi nó chỉ cao là 55. Chim nào thì lồng đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ không thể là lẫn nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Người giới thiệu vậy thì cái chiều cao, tức là chiều dài lồng. Đúng rồi, chiều dài. Anh gọi là chiều dài 55. Từ 55 đến 60. À, đúng rồi. Bán kính, đường kính của nó. Đường kính rộng của nó khoảng tầm từ 25 cho đến 30. À, đường kính rộng của cái lồng này là 25 cho đến 30. Đến 30, đúng rồi. Vâng, và cho tôi hỏi một chút. Mi mà nuôi vào những cái lồng không đủ tiêu chuẩn kích thước như anh vừa hướng dẫn, hay là nó chật hơn hay nó quá rộng, thì nó có mất cái giá trị thẩm mỹ hay nó ảnh hưởng gì đến cái con chim mi không ạ? Đấy, khi con mi mà cái lồng nó rộng quá thì nó tạo cho con mi có sự di chuyển nhiều. Đấy thì nó cũng sẽ coi như vậy là nó xước hết cả mỏ. Rồi coi như vậy là nó sợ sệt những các thứ, bởi giống con mi, cái nguyên lý con mi nó rất là rát. Thế khi cái lồng rộng quá là nó có một cái độ di chuyển quá nhiều là nó không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến coi như vậy là vỡ mặt rồi là nhiều hình thức khác nhau để tạo cho con mi xấu. Và khi cái lồng chặt quá thì cũng không được, khi nó không di chuyển đủ thì là thường thường con mi sẽ bị cọ sát hết vào các cái phần lưng này, phần mỏ, phần đầu rồi các cái phần khác, và nó cũng sẽ tạo ra coi như vậy là một cái sự chật trội quá, bởi vì con mi nó ỉa rất là nhiều thì cái lồng đấy nó chặt quá thì nó cứ tạo ra một sự hôi thối để cho con tim đột quỵ rất là nhanh. Đấy là hai cái yếu tố cơ bản cho coi như vậy không thể thiếu được con mi. Họa mi thì đó là một giống rồi, đúng rồi, nhưng mà từng giai đoạn khác nhau, như là chim mộc, chim bổi, đúng rồi, khác với cách nuôi vào lồng của một con chim đạ thuần không anh ạ? Nó khác nhau rất là nhiều đấy anh ạ. Đấy, như trên tay tôi đang cầm là tôi chỉ cho anh, đây là một cái lồng để đủ tiêu chuẩn rốt một con chim mộc. Đấy, và khi con chim của anh coi như vậy là đã thuần hơn thì tôi lại chỉ cho anh cái cách, tức là đó, đây là một cái lồng thứ hai, để một cái lồng khi anh trước khi nuôi một con chim mộc được khoảng tầm 5 đến 7 tháng, khi một con chim mộc thì anh rốt vào cái lồng kia là coi như vậy là anh thoải mái, bởi vì con chim đấy của anh vẫn đang mộc, anh có thể rốt thế nào cũng được. Đấy, nhưng khi con chim của anh đã thuần hơn và coi như vậy là nghe hót hay thoải mái thì lúc bấy giờ cái tâm lý của người chơi tự hào và coi như vậy là được giới thiệu một người bạn khác là ta có một con chim đẹp. Mà khi chim đã đẹp đấy là phải rốt ở lồng son. Đấy, cái cụ đã ví rồi, chim đẹp phải ở lồng son. Thì trong cái yếu tố cái chiều dài và chiều rộng nó vẫn như nhau. Nhưng anh thấy rồi, một cái lồng này tôi đang cầm trên tay nó vẫn như nhau mà thôi. Chất liệu cao hơn, hoa văn liếc tất cả các hệ thống nó tốt hơn để nó phù hợp với con chim đẹp. Đấy. Thế tôi hiểu vấn đề của anh nói rồi, tức là con chim mà mới mua về để nuôi thì nhốt những cái lồng bình thường thôi. Đúng rồi. Còn chim quý thì phải nhốt vào những cái lồng đẹp. Đúng rồi. Và đắt tiền hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Và còn kích thước của nó thì không thay đổi. Không thay đổi, vẫn như nhau. Rồi. Và còn cái loại lồng nào tốt hơn nữa không anh? À, còn một cái loại để nhốt cho loài mi cũng là thuộc loại đẹp nhất và đặc trùng nhất. Đây là một cái lồng mi khá là đẹp và hoa văn rất là cầu kỳ anh Đà Đạt. Cái lồng này nó có những cái chất liệu gì mà có đắt tiền không anh? Tôi sẽ nói với anh luôn, cái lồng bình thường chỉ có 53 lam, nhưng một cái lồng đủ tiêu chuẩn của nó phải 64 lam. Đây là một cái lồng đạt tiêu chuẩn để coi như vậy dành cho mi chiến. Anh nhìn thấy rồi, từ cái cửa của nó coi như vậy là các cái bộ phận của nó đều có một cái bề dày gấp 3 lớp. Đấy, cái loại này là để khi chúng ta dùng cho mi chiến là coi như vậy là chúng ta mở ra và chúng ta cho hai con mi vào để nó chiến nhau trong một cái lồng. Ở ngoài thị trường hiện nay thì tôi bán cái lồng này coi như vậy là tại đây với giá 10 triệu một chiếc. 10 triệu một chiếc. 10 triệu một chiếc, đúng. Đắt quá nhỉ. Anh có thể nhìn thấy được rằng có nghĩa là tất cả những cái lan và từ trên cái vai này đấy, cho đến các cái cửa và cho đến các cái vanh này của nó và cho đến tất cả như này, và tôi cho anh xem cả cái độ sàn phía trong là đều bằng tre già, và tre đều là những cái đốt đực coi như vậy là của nó đẹp để tạo ra thành cái lồng này. Không qua trộn một cái gì đấy là yếu tố thứ nhất để tạo ra một cái đắt. Cái yếu tố đắt thứ hai là cái lồng như thế này những coi nghĩa là công nhân thường không thể làm được. Mà tôi nói thẳng là những cái lồng như thế này chỉ có những người nghệ nhân họ làm. Đấy, bởi vì tôi đang nói với anh, tôi nhấn mạnh ngay một điều rằng tất cả một cái lồng này từ cái mẫu đục đẽo chiêm hoa như này đều làm bằng tay hết. Không một cái gì làm bằng máy cả. Đúng rồi. Vậy là tôi hiểu ra một vấn đề rồi. Là lồng đẹp và lồng quý ở đây ở cái chỗ là nguyên liệu. Đúng rồi. Nguyên liệu của nó là phải lâm tập
rồi. Và ngoài ra là phải có một bàn tay tài hoa của nghệ nhân làm lồng chuyên nghiệp lâu năm. Đúng rồi. Thì mới tạo ra được cái lồng đẹp như này. Đúng rồi. Đấy, tôi có thể chỉ cho anh đấy, như cái lồng đầu tiên tôi phân tích ngay. Đấy, cái lồng này ở ngoài thị trường thì cái lồng này nó mang tính chất là lồng chợ. Chỉ dành cho các chim mộc thì cái lồng này nó chỉ rơi vào khoảng tầm 450 ngàn đồng một cái thôi. Rất là rẻ so với cái lồng tôi vừa nói với anh 10 triệu. Đấy, cái lồng thứ hai tôi vừa phân tích với anh đây. Đấy, đấy anh có thể xem. Cái lồng này thì nó không quá đắt, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Nó cũng bằng tre, nó không bằng trúc. Đấy, nhưng mà những cái hệ thống tre này thì tôi đã nói rồi, nó mang tính chất bình thường và người thường cũng có thể làm được đấy. Việc tiếp theo là bố trí các vật dụng vào lồng. Cũng giống như cách chọn lồng, phải xác định vật dụng phù hợp với từng loại chim. Có như vậy, khi nuôi luyện thì chúng mới không bị ảnh hưởng. Đấy, cái việc đầu tiên trước khi anh cầm một cái lồng lên, anh phải kiểm tra cái phần quan trọng nhất chính là cái phần móc. Đấy, nó đã chắc chưa đấy, như tôi vặn như này là anh nhìn thấy. Khi chúng ta không vặn hết vào để có thể xong một cái quá trình chúng ta treo, nó treo một cái chiều gió là nó rơi ra, nó hỏng hết thì anh đã kiểm tra móc. Khi anh đã kiểm tra móc xong, đấy thì việc đầu tiên, đấy anh có thể xem. Coi như vậy tôi chỉ cho anh cách. Đấy. Bắt đầu khi coi như vậy là anh cho các cái dụng cụ vào. Đấy, anh việc đầu tiên là anh có thể nhìn. Việc đầu tiên là anh tháo cửa ra. Đấy. Anh rút chốt ra, bởi vì đối với các cái lồng như thế này thì nó hơi gặp khó khăn một tí, bởi vì những cái dòng lồng bẹp như này họ đều làm ba cửa. Đấy. Anh cho cái cầu vào và tôi cũng giới thiệu với anh luôn cái cầu để đầy đủ cho một cái chim mi. Đấy, tức là tôi đang cầm trên tay một cái cầu này, tức là cái cầu mài móng. Con mi nó có thể nhảy vào là nó cứ thế này nó tạo ra cái mài móng. Đấy. Tôi giới thiệu cho anh cái cầu để đủ cái tiêu chuẩn để con mi được. Tức là khi những người chơi chim họ không để ý, họ không biết, họ sẽ có thể lắp một cái cầu lung tung vào thì làm cho con chim rất là nguy hiểm. Long móng lở mồm thì tôi đã phân tích ngay cái chương trình trước. Như cái con khiếu thì anh có thể để cầu ổi được. Đấy, nhưng mà cái con mi này thì coi như vậy là anh không thể để cầu ổi được. Đấy, mỗi một con chim nó có một cái, người ta đã đưa ra một cái nghiên cứu và cái sự phân tích khác nhau. Cứ nửa tháng chúng ta cắt móng một lần. Mà chúng ta dùng cái này có nghĩa là để tạo cho coi như vậy là cái chúng ta mài móng. Đấy, sau đây tôi sẽ lắp vào cho anh. Là chúng ta phải đo với cái chiều dận, chúng ta cắt bớt đi. Còn thừa mấy chúng ta cắt bớt đi để cho cái độ bằng nó bằng với cái lồng mi. Và sau khi đó là chúng ta lấy dùng cưa hoặc dùng máy cưa, chúng ta khía một cái đốt dưới này đi. Và chúng ta đặt nó vào đúng cái vị trí này. Đấy, đó là cái yếu tố chuẩn. Đấy, còn đây là tôi đang thao tác tạm để cho anh nhìn. Đấy, còn bây giờ tôi sẵn sàng cái chứ về sang nhìn anh làm được như tôi chưa. Học theo anh Đạt, tôi phải tự tay sắp đặt vận dụng vào lồng để nắm vững kỹ năng. Việc đầu tiên, kiểm tra độ chắc chắn của lồng. Bước tiếp theo, xác định điểm đặt cầu để chim họa mi đứng, đậu. Khi cầu đậu bố trí xong, các máng ăn, máng uống mới tiếp tục đưa vào. Cũng giống với việc làm trước đây, tôi đã học được kinh nghiệm ở loài chim khiếu. Các cống ăn cài ở một bên, còn cống đựng nước cài một bên còn lại. Bởi như vậy, khi chim ăn mới không làm vấy bẩn. Nhưng một lưu ý nhỏ ở đây, lồng, cống và chim phải nên đồng bộ. Từ đó sẽ tăng thêm giá trị nghệ thuật cũng như giá trị kinh tế của vật nuôi. Việc cuối cùng của công đoạn bố trí vật dụng vào lồng họa mi, tôi đưa nốt giỏ đựng dế vào nữa là hoàn tất. Anh lắp sai rồi. Chúng ta phải lắp cái xiên dế ở phía dưới này. Đấy, cạnh cái cống nước và cả hai cái cống nước này anh đều lắp sai. Tức là anh phải lắp cái cống cho nó xa cái khoảng cách cái cầu ra. Đấy, khi anh lắp cái cống này nó quá sát như này, anh nhìn thấy rồi. Đấy, đấy, nó uống nước này nó có thể ướt vào hết cầu. Cầu xong lại ngấm vào chân nó, chân nó nhảy xuống lại ngấm vào phân nó là sẽ tạo ra bệnh. Tôi muốn tìm hiểu anh là vậy tính từ cầu ra nó khoảng mấy nan là vừa anh? Tức là anh cứ tính cầu ra là từ cầu ra ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba, anh lắp là chuẩn. Ô thứ ba vào là chuẩn đấy. Đúng rồi, đấy. Là coi như vậy là khi nó uống nước vào nó văng ra cái cầu. Đấy, nó ngấm nước ở cái cầu đứng của nó. Nó sẽ tạo ra, nó nhảy xuống phân và nó tạo lên, nó sẽ ngấm vào chân nó và sẽ sinh bệnh. Đấy, từ cái đó nó sẽ sinh ra cái lọc móng lở mồm. Đó, đúng rồi. Thì như cái yếu tố như này, anh lắp là chuẩn. Đấy, coi như này là đạt đúng yêu cầu. Tôi có băn khoăn xin hỏi anh một tí nhá. Anh cứ nói. Trước đây tôi học về chương trình bố trí máng ăn, máng uống và cầu động cho con khiếu mà. Đúng rồi. Thì tôi thấy cái lồng của chim khiếu nó có hai tầng để cho mình bố trí cầu. Đúng rồi. Cầu của nó ăn và một cầu của nó động để nó hót, nó chơi. Đúng rồi.
tại sao cái lồng này tôi không thấy cái cầu động của nó ở phía trên này anh đặt nhỉ? Tôi sẽ lý giải cho anh tại sao mà coi như vậy là nó cần phải như thế. Mỗi con chim nó có một cái nguyên lý riêng. Đấy, nguyên lý riêng nó là gì? Như cái lồng khiếu kia. Đấy, anh có thể nhìn thấy rồi. Tức là nó cao, coi như vậy con chim khiếu nó di chuyển rất là nhiều. Mà nó cần phải có một cái cầu ở đây. Đấy, để coi như vậy là nó khi nó đứng ở cầu ăn uống xong nó lên trên này để nó đứng nó tạo cái ngót. Đấy, nhưng đối với con mi thì không cần. Đấy, con mi thì nó là một cái dòng di chuyển còn nhiều hơn khiếu. Nhưng nó không bao giờ đứng ở cầu phụ. Mà nó chỉ có đứng ở cầu đỉnh. Dù anh có đặt cầu phụ vào đây thử nó cũng không bao giờ đứng. Khi bố trí đầy đủ vật dụng vào lồng họa mi đúng vị trí, anh Đạt nhắc tôi biết thêm, cần choàng áo lồng để chim không hoảng loạn, vì theo anh, đặc điểm của loài mi rất hay sợ tiếng động. Nếu như tôi không phủ áo vào lồng nuôi, quá trình luyện chúng sẽ khó mà thực hiện. Như vậy là một cái công đoạn là không kém phần quan trọng sau khi chọn được chim giống về nuôi là công đoạn chọn lồng và thiết kế các vật dụng trong lồng rất là quan trọng. Qua đây thì tôi biết được cái kinh nghiệm này cho từng loại chim khác nhau và chim mi cũng không loại từ cái trường hợp này. Cái điều quan tâm ở đây là phải bố trí cho phù hợp với con chim mi và đặc biệt hơn nữa là phải có cái áo lồng phủ cho chim mi thì mới đảm bảo yêu cầu nuôi chim cũng như là các bạn ạ. Tại buổi học hôm nay, tôi mới chỉ tìm hiểu công đoạn chọn chim họa mi bổi về nuôi, công đoạn chọn lồng và cách bố trí vật dụng trong lồng. Yêu cầu của tôi ở đây là phải nắm vững từng bước là một, sau đó mới chuyển sang công đoạn tiếp theo. Như vậy, việc nuôi cũng như luyện chim họa mi mới có hiệu quả. Buổi học sau, tôi sẽ tìm hiểu rõ hơn chế độ chăm sóc, kỹ năng luyện họa mi để chúng trở nên thuần thục.